Không biết kẻ nào to gan dám hút thuốc trong công ty vậy nhỉ? Gọi hết nhân viên lên đây. Vâng, thưa chủ tịch. Các cậu hãy lên đây hết một lượt đi. Cậu lên đầu tiên. Cậu có phải là người hút thuốc không? Nào, cầm lấy nó. Không phải tôi đâu. Ôi, bỏ mợ. Cậu ra kia đứng trước đi. Vâng ạ. Người tiếp theo. Từ từ đã. Cậu chấm nó với nước tương đi. Nhiều quá rồi. Tôi quên mất. Ôi, bỏ mẹ rồi. Cậu, ra kia đứng. Đến lượt tôi rồi sao? Xem đây này. Dễ dàng. Này, chờ đã. Cầm lấy đi. Không phải cậu ta. May quá đi thôi. Tiểu Bang, cậu có muốn ăn nó không? Dạ có. Ngon quá vậy, ăn thêm cái nữa với được. Ăn thế đủ chưa vậy?